Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Hôm nay xin mời các vị lắng nghe kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm Như Lai Tánh phần tiếp theo. Kính thưa đại chúng, lúc bây giờ Ca Diếp Bồ Tát nói kệ bạch Phật rằng: Tôi nay đều chẳng biết quy y nơi Tam Bảo thế nào sẽ về đến vô thượng vô sở úy. Đây là một câu hỏi rất hay cho tất cả người Phật tử chúng ta. Chúng ta được gọi là một Phật tử tại gia khi chúng ta phát tâm quy y Tam Bảo. Vậy thì quy y Tam Bảo như thế nào để chúng ta không uổng công quy y, không cô phụ với chính chí nguyện của mình? Và chúng ta phải làm sao để cho chúng ta đạt đến vô thượng vô sở úy? Tất cả những điều này chúng ta cần phải đặt một câu hỏi cho chính hành trình tu tập của mình. Chúng tôi còn nhớ có người hỏi Đức Bồ Tát Lâm Thọ rằng: Làm sao trong con đường sanh tử dài lâu có thể dẫn tới vô thượng Bồ Đề, đạt đến Niết Bàn? Ngài nói rằng chỉ cần quy Tam Bảo, chỉ cần quy Tam Bảo một cách trọn vẹn là đủ. Chúng ta quả thật phàm phu ngu muội, không thể hiểu hết hàm ý sâu xa trong lời dạy của Bồ Tát. Chúng ta mỗi buổi tối nếu như có thời công phu, chúng ta cũng thường đọc rằng: Quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Như vậy thì quy y tròn một niệm hay là quy y trọn một niệm? Chữ tròn là trọn vẹn, chữ tròn tức là viên mãn. Như vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nên chọn chữ nào? Theo chúng tôi nghĩ chọn chữ tròn hay hơn là chữ trọn. Chữ tròn nó có nghĩa là sự viên mãn. Thế thì quy y Tam Bảo được gọi là viên mãn ấy là quy y như thế nào? Quy y Phật như thế nào gọi là viên mãn? Quy y Pháp như thế nào gọi là viên mãn? Và quy y Tăng như thế nào là viên mãn? Và quả thật quy y viên mãn như vậy, chúng ta sẽ thành tựu công đức thiện, dứt sạch nghiệp khổ ở trong ba A Tăng kỳ. Cho nên gọi là quy y trọn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương và tán thán, ức kiếp không cùng tận. Chúng ta đặt một câu kệ như vậy, chúng ta đủ thấy nó hàm tàng toàn bộ giáo nghĩa thâm thâm vi diệu. Ở đây chúng ta thấy quy y Tam Bảo thế nào là sẽ vừa đến vô thượng vô sở úy. Vô thượng ở đây là chỉ cho quả vô thượng Bồ Đề. Vô sở úy tức là nơi đó không có còn khủng bố, không có còn sợ hãi. Bồ Tát Ca Diếp hỏi tiếp rằng: Chẳng biết chỗ Tam Bảo thế nào là vô ngã? Đây là câu hỏi số 2. Quy y Phật thế nào mà đặng nơi an ổn? Đây là câu hỏi số 3. Quy y Pháp thế nào xin Phật vì tôi nói thế nào đặng tự tại, thế nào chẳng tự tại? Tức là chúng ta quy y Pháp như thế nào mà để chúng ta có được kết quả tự tại? Còn nếu chúng ta không biết quy pháp, đôi khi chính mình ràng buộc ở trong đời sống tu tập của chính mình. Có một số người không rõ nghĩa này, thành ra giáo điều mấy móc ở trong pháp Phật. Bởi vậy cho nên tự rơi vào giới cấm thủ, tự rơi vào sự mâu thuẫn chống trái mà chúng ta không hề hay biết. Thậm chí chúng ta còn đem cách nào đó để chúng ta bài bác
ở trong một số giáo pháp khác để chúng ta bào chữa cho tư duy đúng đắn của mình. Nhưng chúng ta không hiểu rằng giáo pháp của Phật là tùy cơ cho bệnh, tùy cơ cho thuốc, tùy bệnh mà cho thuốc. Mỗi chúng sanh đều có nghiệp cảm riêng, đều có nghiệp lực riêng, cho nên tùy theo cách chữa trị riêng. Và tất nhiên mỗi lời của Phật dạy đều là giáo pháp soi sáng căn cơ cá biệt của chúng ta. Vậy thì quý làm sao để đặng tự tại? Và quý mà tại sao không được tự tại? Những điều như vậy chúng ta hãy quán chiếu mà quán triệt mà xem, chúng ta quán chiếu để chúng ta thấy rõ. Quy tăng thế nào lại đặng nơi vô thượng? Thế nào thuyết chân thật đời sau thành Phật đạo? Những câu hỏi như vậy chúng ta chiêm nghiệm như thế nào, kính thưa đại chúng? Quy tăng như thế nào để lợi lại đặng lợi vô thượng? Vậy thì ở đây tăng chúng ta hiểu là hòa hợp thanh tịnh. Hòa hợp thanh tịnh là bản thể của Niết Bàn. Mà Niết Bàn là nơi đó không có gì, không có là vắng lặng, là tịch chiếu, là vắng lặng tất cả mọi sự thống khổ. Đó mới gọi là Niết Bàn. Như vậy thì quy tăng thế nào để đạt đến cái chỗ vắng lặng tất cả mọi thống khổ đó? Đó chính là quy y pháp hữu học và vô học dẫn tới phạm hạnh thanh tịnh. Và chúng ta biết rằng pháp hữu học và vô học không phải rằng pháp hữu học là dành cho những người đang học, còn vô học tức là người không học mà biết. Chúng ta hiểu như vậy là cách hiểu sai lầm về chữ nghĩa. Chúng ta biết rằng pháp vô học, hữu học ở đây là chỉ cho khả năng viễn ly. Tức là học giáo pháp viễn ly, ly dục, ly ác, bất thiện pháp, ly vọng tưởng, ly đắm nhiễm ở trong hạnh phúc. Và ly tất cả sự chấp trước ở trong hiện tượng hữu vi. Viễn ly cho đến hư không cùng cả viễn ly luôn. Như vậy thì thưa quý vị, cái sự viễn ly đó là viễn ly tới mức mà không còn gì viễn ly. Lúc bây giờ tâm của chúng ta nó giống y như là một thanh sắt nóng. Mà ban đầu lửa nước rơi xuống thì sức nóng của nó không có đủ sức làm cho nó bốc hơi. Nhưng mà đến một lúc nào đó thanh lửa này nó nóng rực lên, thành ra nước rơi xuống không có kịp. Nghĩa là cái thời gian mà nước rơi xuống thì không có bằng thời gian nó bốc hơi. Ở đây ý nói rằng khả năng viễn ly của một vị A-la-hán thì không có bất cứ vọng niệm hồng trần nào có thể lôi kéo ngài vào ở trong cái huyễn, gọi là cái huyễn tướng của ba cõi. Bởi vậy cho nên quy pháp hữu học và vô học tức là quy con đường viễn ly. Viễn ly đã đạt đến Niết Bàn vô thượng Bồ Đề, chứ không phải quy pháp hữu học tức là suốt ngày chỉ học. Nhưng giá như có học đi nữa thì cũng là học cái pháp viễn ly. Học thật nhiều pháp viễn ly để chúng ta đạt đến viễn ly. Chứ chúng ta không phải học để trở thành một nhà nghiên cứu Phật học. Chúng ta học ở trên một nhà nghiên cứu Phật học, chúng ta không bằng các vị giáo sư chuyên môn ở đời đâu. Nhưng các vị giáo sư chuyên môn ở đời thì tham sân si vẫn còn đầy dẫy trong tâm của họ. Nhưng chúng ta lại có khả năng là loại trừ viễn ly được. Bởi vậy cho nên quy tăng thế nào lại định lợi vô thượng, thế nào thuyết chân thật đời sâu thành Phật đạo. Có nghĩa rằng là thuyết chân thật là gì? Làm sao giáo pháp nào chắc chắn rằng trong một tâm quy y này chúng ta sẽ thành tựu Phật đạo trong tương lai. Đời sau nếu chẳng thành thế nào quy y Tam Bảo? Nghĩa là nếu như đời sau mà chúng ta không thành Phật, tức là chúng ta vẫn còn tiến trình tái sanh nhiều kiếp nữa, vậy thì ở trong con đường sanh tử dài lâu đó, làm sao chúng ta không có quên đi Tam Bảo? Làm sao để chúng ta luôn gần Tam Bảo trong bất cứ hành trình sanh tử nào? Bởi vì Tam Bảo chính là thiền từ đưa chúng ta đến bờ bên kia giác ngộ. Khi chúng ta hiểu bản thể thanh tịnh của Phật Pháp và Tăng thì chúng ta sẽ không có hiểu theo cách là Phật tượng trên bàn thờ, Pháp là quyển kinh mà Tăng là Tăng Ni xuất gia ở trong chùa. Chúng ta không nên hiểu theo cách đó. Mà chúng ta hiểu Phật là gì? Là giác, là tánh giác, là tự tánh giác, là pháp tức là Niết Bàn. Còn tăng là gì? Tăng tức là phạm hạnh thánh tịnh, nó được tác chứng từ pháp hữu học và vô học. Vậy thì ở đây chúng ta quy y là quy tận gốc rễ của pháp thanh tịnh. Bởi vậy cho nên
Nếu như kiếp này không giải quyết sanh tử xong thì kiếp sau chúng ta cũng nguyện là sống ở trong tâm niệm quy y Tam Bảo. Còn nếu chúng ta rời khỏi tâm niệm quy y Tam Bảo thì tất nhiên chúng ta sẽ quy y theo vọng trần điên đảo. Mà một khi tâm đã quy theo vọng trần điên đảo thì niệm niệm sanh diệt hà sa. Và chúng ta sẽ trải qua vô lượng kiếp ở trong luân hồi. Luân hồi thì thường ở trong pháp hữu vi. Hữu vi chính là pháp thời gian biến hoại. Mà thời gian biến hoại thì luôn đỡ lại tâm niệm thống khổ. Vậy cho nên ở trong thế gian là thống khổ, chỉ có xuất thế gian mới là an vui. Như vậy thì làm sao chúng tự nguyện như thế nào để đạt được điều này? Bồ Tát Ca Diếp nói rằng: Nay tôi không giữ biết nên tuần tự quy y, thế nào chưa thai nghén mà tưởng sẽ có con, sẽ sanh con. Tức là một người không có thai mà nghĩ rằng mình sanh con, điều đó không bao giờ thành tựu. Nếu biết ở trong thai thì gọi là có con, còn nếu ở trong thai chắc sẽ sanh chẳng lâu, đây gọi nghĩa là con, nghiệp chúng sanh cũng vậy. Tức là chúng ta tạo nghiệp cũng như là thai nghén. Mà chúng ta muốn thành đạo vô thượng Bồ đề thì cũng giống như là quá trình thai nghén phạm hạnh. Ở tại viện Phật học Bồ đề Phật quốc, chúng ta có chương trình nuôi dưỡng thánh thai của Bồ Tát. Rất khó thưa quý vị, rất khó. Ở trong một xã hội vật dục, con người chúng ta quen theo theo đời sống đầy đủ tiện nghi. Khi chúng ta bị khép mình vào khuôn khổ một chút, tâm chúng ta thường hay sinh khó chịu. Và chúng ta sẽ khởi lên nhiều ý nghĩ rằng là ở tu viện này, ở hoàn cảnh kia, ở quốc gia nọ, ở thậm chí ở nhà mình thì vui hơn. Rõ ràng tâm chúng ta đắm say ở trong cái thế giới vật dục này chứ không phải là một người phát tâm viễn ly để cầu đạo giác ngộ. Bởi vậy cho nên lập một chương trình nuôi dưỡng thánh thai của Bồ Tát cực kỳ khó khăn. Và chúng tôi phát nguyện điều này là một con đường chông gai, là một con đường khó thực hiện. Bản thân chúng tôi đã khó thực hiện mà người phát tâm vào ở trong chương trình đó cũng không phải là tầm thường. Nếu như tâm tư tầm thường chắc chắn không thể nào tham dự được chương trình nuôi dưỡng thánh thai của Bồ Tát. Chúng tôi xây dựng một cơ sở nội trú cho ni viện, một cơ sở nội trú cho tăng viện, một chương trình của đại học và cao học. Tất cả những điều này là môi trường nuôi dưỡng thánh thai cho các vị Bồ Tát. Nếu như muốn cuộc đời này bớt đi sự thống khổ lầm than thì chúng ta thấy chắc hẳn phải cần những bàn tay cứu rỗi. Bàn tay cứu rỗi này không có ai đa dạng đa thù và tuyệt vời bằng hạnh Bồ Tát Đạo. Vậy thì nuôi dưỡng thánh thai của Bồ Tát là nền tảng để thành tựu những vị Bồ Tát trong tương lai. Và viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc này là nơi sẽ cúng dường cho thế gian này, cúng dường cho thế gian này những vị Bồ Tát rực sáng ở trong cuộc đời. Ban đầu ở đây có thể nói nó là một mảnh đất khô cằn sỏi đá, nhưng chúng tôi tin rằng bằng gậy của Địa Tạng, bằng sự chấn tích của Tam Bảo Lực, một khi ấn chân xuống mặt đất thì tung địa dũng xuất, nơi đó sẽ hiện ra vô số tâm tư của các vị Bồ Tát. Và từ một cái cõi đất thô trược này, nó có thể hóa thành tịnh địa của Bồ Tát. Quan trọng ở đây chúng ta có dám làm hay không, và chúng ta làm như thế nào. Những ý tưởng này không có dễ dàng gì có thể thẩm nhập được hết, nhưng rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng muốn nuôi dưỡng bất cứ cái gì cũng trải qua một quá trình thai nghén. Cũng vậy, chúng ta muốn nuôi dưỡng phạm hạnh thánh tịnh thì chúng ta phải phải thai nghén nó, phải ươm mầm cho nó. Ươm mầm nó như thế nào, thai nghén như thế nào là cả một sự nỗ lực, cũng giống như người mẹ mang thai con phải giữ gìn thật là khéo léo, nếu không thì khó mà sinh được. Thành ra ở đây cũng như vậy thưa quý vị. Tại viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, như chúng ta biết, mỗi tối thứ ba tuần đầu ở xin lỗi ngày thứ ba tuần đầu ở trong tháng, ở tại viện Phật học lúc 10 giờ sáng, chư tôn đức tăng kiết mà tụng giới. Rồi 3 giờ chiều ở tại viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc trú xứ Ni Viện, các vị chư tôn đức ni cũng tổ chức kiết ma tụng giới. Chúng tôi tin đây chính là
là những sinh hoạt có tính nuôi dưỡng thánh thai của Bồ Tát. Đây là những sinh hoạt góp phần tác thành phạm hạnh thanh tịnh mà Đức Như Lai truyền trao lại cho đời. Chúng ta quan trọng ở chỗ là có chấp nhận đặt mình vào ở trong môi trường đó hay không? Có tinh tấn giữ mình ở trong môi trường đó hay không? Nếu chúng ta không tinh tấn giữ mình trong môi trường đó, thì thánh thai Bồ Tát nhân đâu có thể thai nghén được. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rõ ràng mỗi chương trình của chúng ta đang làm, chẳng hạn như ngày hôm nay tại diện Phật học Bồ Đề Phật Quốc là một niềm vui, là một sự tinh tấn. Cả đạo tràng Bát Quan Trai, hiện đại chúng tinh tấn hoan hỷ, sáng sớm vân tập thọ trì giới cấm, rồi lại đọc tụng Đại Thừa Kinh Chú, sống trong oai nghi chánh hạnh, rồi chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni, và đặc biệt là chư Tôn Đức Ni rất tinh tấn. Chương trình của chư Tôn Đức Ni kéo dài không những lễ Bồ Tát tụng giới mà thôi, mà còn cả là gần 2 ngày 2 đêm tu tập tinh tấn nghiêm mật như là chốn già lam phạm hạnh. Và chúng tôi hy vọng đây là những viên gạch đầu tiên. Tất nhiên nó chưa có biểu hiện những sắc thái đặc thù và vang động rộng rãi, nhưng chúng tôi tin rằng ở trong tương lai, đây chính là nền tảng, đây chính là mô hình mà nuôi dưỡng thánh thai cống hiến cho cuộc đời vô số các vị Bồ Tát. Và ở đây chúng ta thấy nếu như chúng ta làm như vậy, nó mới có quá trình thai nghén. Mà một khi có quá trình thai nghén thì chúng ta có quyền hy vọng rằng trong tương lai sẽ sinh con được. Còn nếu như mà không có sự thai nghén, chúng ta cứ ngồi im đó, chúng ta mơ ước một thế giới, hoặc là chúng ta nhìn một cái mảng tiêu cực khổ đau nào đó trong cuộc đời, hoặc là chúng ta nhìn bao nhiêu cái sự khiếm khuyết của người này người nọ, đó rồi chúng ta sinh tâm bi quan chán nản, nào có lợi ích gì khi chúng ta phải sống như vậy. Như vậy thì thưa quý vị, ở đây chúng ta quyết định nuôi dưỡng mình trở thành một đấng phạm hạnh trong tương lai. Mặc dù hiện tại chúng ta vẫn còn là phàm phu tối tăm, nhưng mà chúng tôi tin rằng chúng ta biết nuôi dưỡng ở trong giáo pháp Như Lai thì sức thanh tịnh, sự chiếu soi trong Phật pháp nó sẽ được thể hiện. Chúng ta nhìn thái độ trân trọng giới cấm của Như Lai, chúng ta biết người ấy sẽ tinh tấn như thế nào trong quá trình nuôi dưỡng thánh thai của Bồ Tát. Chúng ta cứ nhìn như vậy mà biết. Chẳng hạn như những lễ kiết ma tụng giới, nếu như người ta không ưu tiên hàng đầu, người ta dùng nó vào cái thời gian có cơ hội để tham dự những lễ kiết ma tụng giới, nhưng mà chúng ta không tham dự, chẳng hạn như vậy. Hoặc là chúng ta xem những sinh hoạt phàm phu, mua sắm, rồi ăn mặc ở, rồi du hí, rồi giải quyết những cái buồn phiền của mình, chẳng hạn như vậy. Thì tất cả những điều đó là chúng ta biết rằng chúng ta còn rất lâu. Vì sao? Bởi vì tâm chúng ta còn quá ô nhiễm ở trong vọng tưởng điên đảo. Giả sử ở đây chúng ta chiêm nghiệm lại những đoạn kinh này cho chúng ta nghĩa rất là hay thưa quý vị. Đây gọi là nghĩa là con nghiệp chúng sanh nó cũng vậy. Như Lai, như lời Phật đã nói, người ngu chẳng biết được. Rõ ràng làm sao hiểu hết được thẩm ý của Phật. Do vì họ chẳng biết luân hồi ngục sanh tử, giả danh ưu bà tét chẳng biết nghĩa chân thật. Như vậy thì chúng ta bị luân hồi, bị tù ngục trong sanh tử, bị sanh tử nó giam hãm mình như là tù ngục, và chúng ta mang danh là một Phật tử tại gia, bất luận là Phật tử tại gia hay xuất gia đi nữa, nhưng mà chúng ta chẳng biết nghĩa chân thật của nó là gì. Xin Phật rộng phân biệt, dứt trừ lưới nghi cho. Kính thưa quý vị, chúng ta cứ y theo kinh điển, y theo giáo nghĩa mà chúng ta tác ý một cách cao thượng và chân chính, thì tự nhiên tâm chúng ta sẽ gần với thánh giáo của Như Lai. Chúng ta từ từ sẽ khớ hợp với lời Phật. Chúng ta phải cẩn thận theo cách học so sánh và đối chiếu. Chúng tôi có một số vị thường hay khởi tâm so sánh và đối chiếu. Tất nhiên tí giáo học nó cho chúng ta có những cách đối chiếu so sánh để tạo ra trí tuệ nhận thức đa thù. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta không được sự hướng dẫn, nếu chúng ta không có đủ kinh nghiệm và chúng ta không có đủ cái cách so sánh đối chiếu với những kinh nghiệm khoa học, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ so sánh đối chiếu theo tự ngã, theo cái nhìn phiến diện của mình, và chúng ta dẫn tới một kết luận là sai trái. Những điều như vậy, tức là chúng ta không đủ nhìn, ví dụ như chúng ta so sánh là một cánh rừng này, cánh rừng nọ, chúng ta không thấy được toàn diện cánh rừng đó, thì chúng ta đi vào trong rừng đó để mà tìm hiểu xem, chắc chắn chúng ta sẽ bị đi lạc.
Cũng như vậy đó, cho nên khi học Phật chúng ta cần phải có thiện tri thức. Còn khi so sánh mà nó khập khiễng rồi thì không khéo chúng ta lại nghĩ chỗ này là đúng, chỗ kia là sai. Hoặc là chúng ta chỉ thấy một mảng và chúng ta cứ đi theo cái mảng đó. Nhưng rồi á, chúng ta lại đi lầm đường lạc lối. Bởi vậy cho nên Đức Phật trí tuệ lớn xin thương vì phân biệt, xin nói nơi Như Lai tạng báu rất bí mật. Chúng ta nghe Đức Thế Tôn trả lời cho Ca Diếp Bồ Tát như sau. Ca Diếp, ông nên biết, ta nay sẽ vì ông khéo mở tạng bí mật. Thực ra có bí mật không thưa quý vị? Thực ra mà nói lời Phật làm gì có bí mật. Chẳng qua chúng ta không hiểu cho nên gọi là bí mật. Còn khi chúng ta hiểu thì nó là bật mí vậy thôi. Nhưng mà trí tuệ chúng ta nó bị gì? Bị vô minh che lấp. Vì vậy cho nên Phật đã khai thị mà chúng ta vẫn không nhìn ra được được chân lý. Vì vậy cho nên phải chờ Phật là vén thêm một cái bức màn, một cái bầu trời tối tăm để chúng ta có thể thấy được ánh sáng mặt trời soi chiếu. Và Thế Tôn và Ca Diếp Đức Phật nói rằng khéo mở tạng bí mật cho ông đặng dứt lưới nghi, nay phải hết lòng nghe. Nghe giáo pháp của Phật hết lòng, nghe nó khác. Mà hơn cái cách mà nghe mà soi mói đúng sai, nghe mà đi tìm lỗi của kinh điển. Nghe như vậy thì không bao giờ có thể hiểu được chân nghĩa. Ông trong hàng Bồ Tát thời đồng một danh hiệu với Đức Phật thứ bảy. Tức là tính cả trong bảy vị Phật này á, thì quá khứ thì Bà Thi, Thi Khí thì Sa Phù Cơ Lưu Tôn, Câu Na Hàm, Ca Diếp và Đức Thích Ca Mâu Ni. Ở đây trong bảy vị Phật thì Bồ Tát Ca Diếp có trùng tên với tên của Đức Phật Ca Diếp. Thế Tôn dạy rằng người quy y nơi Phật thật là ưu Bà Tát, trọn chứng lại quy y những thiên thần nào khác. Nền tảng căn bản nó được thiết lập như vậy. Quy Phật bất quy thiên thần quỷ vật. Bởi vì sao? Bởi vì thiên thần và quỷ vật kia không phải là đấng xuất thế. Họ còn nằm trong luân hồi và còn nằm trong pháp hữu vi. Mà pháp hữu vi thì tất nhiên phải chịu sự biến hoại. Đã có biến hoại thì có đau khổ. Đó không phải là chân nghĩa an lạc. Vậy thì chúng ta quy y thiên thần và quỷ vật để làm gì? Nhưng chúng ta thấy cũng có quá nhiều người trong nhân gian này tôn thờ thiên thần và quỷ vật. Rồi có khi mượn một chút thần lực của quỷ vật kia hỗ trợ cho mình được gia đạo ăn nên làm ra. Nhưng không có ngờ rằng đến một lúc nào đó phước báo suy kiệt thì tất cả đều rơi vào vòng lao lý. Thứ hai, trọn chánh lại người quy y nơi pháp thời lìa sự sát hại. Pháp tức là tịnh, pháp tức là tịnh mà ở trong ấy phải lìa sự sát hại. Chúng tôi nói một điểm nhỏ để các vị lắng nghe. Chẳng hạn như thế này, chúng ta thọ giới tam quy y, năm giới của Phật tử tại gia. Số 1 đó là không sát hại. Số 2 là không trộm cướp. Số 3 là không có dục tà hành. Số 4 là không nói dối. Và thứ 5 là không uống rượu. Có phải như vậy không thưa quý vị? Nhưng ở trong giới của Thanh Văn, các vị tỳ kheo thì sao? Số 1 là không có dâm dục. Thì lúc bây giờ chúng ta có thể đặt ra một câu hỏi. Tại sao các vị Thanh Văn số 1 giới bất dâm được đặt lên hàng đầu, còn ở Phật tử tại gia hoặc là các chú sa di thì số 1 là bất sát là hàng đầu? Tại sao như vậy thưa quý vị? Khi chúng ta phân tích vào trật tự của giới, chúng ta thấy không phải tự nhiên như vậy đâu. Không phải tự nhiên mà số 1, số 2 nó như vậy. Mà chúng ta thấy rằng đối với các vị xuất gia, giới số 1 được kiết tập đầu tiên, được hình thành đầu tiên, đó là do lỗi của một vị tỳ kheo. Lỗi của một vị tỳ kheo đi xuất gia không có, bởi vì ngài là gì? Ngài lúc bây giờ ở thế gian con nhà tỷ phú, bỏ vợ xuất gia.
khiến cho gia tộc Bà La Môn ấy có nguy cơ tuyệt tự. Khi gặp phải mùa màng đói kém, ngài vị tỳ kheo trẻ tuổi này chưa có hiểu sâu về con đường tu tập mà có lòng tốt đối với chư tăng, cho nên cung thỉnh 500 vị tăng vờ ở tại làng của mình và vợ bảo mẹ mình đem gia sản ra cúng dường. Nhưng rồi người mẹ nói rằng á là con đi xuất gia không ai kế thừa gia sản này, khi ta mất đi thì gia sản sẽ bị xung quan, bị xung công, bởi vậy cho nên con phải sinh một đứa con để nối dõi tông đường. Chúng ta biết rằng khi Phật chưa có quả trách, chưa có cấm giới thì tất cả những sinh hoạt này chúng ta thấy rất là bình thường ở thế gian. Đôi khi sinh một đứa con để nối dõi tông đường, đó là trọng trách thiêng liêng của một con người nữa là khác. Hoặc bên cạnh đó chúng ta thấy vị tỳ kheo trước khi xuất gia đã có vợ ở gia đình, cho nên việc họ gần gũi với vợ của họ đó cũng là cái nghiệp quá khứ, chứ không phải là sự xâm phạm ở trong hiện tại hoặc là tương lai. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy hoàn cảnh như vậy nó cũng chưa có được minh định rõ ràng, thành những điều như vậy có xảy ra là thường tình. Và từ câu chuyện đó mà Đức Thế Tôn quế cấm không cho các vị xuất gia vướng bận trong việc này. Bởi vì sao? Bởi vì vướng bận trong ấy nó chi phối tâm tư thiền định và công phu tu tập. Nhưng mà tại sao giới của Thanh Văn á, giới này đạt số 1 là do duyên khởi, phải không? Duyên khởi không chưa đủ đâu thưa quý vị, chưa đủ đâu. Chúng ta thử hỏi một vị tỳ kheo theo luật của Phật chế định, vị tỳ kheo không có gì, không có vũ khí, chỉ có ba ây bình bát, muốn sát hại người ta lấy gì mà sát hại. Cho nên sau này chúng ta thấy cũng có những điểm mà các vị tỳ kheo là muốn, có một vị muốn muốn giận quá không có chịu nổi, cũng muốn gây tổn thương người khác, nhưng mà phải chạy vào nhà người khác mượn một cái binh khí và gia chủ Phật tử người ta không cho. Cho nên chúng ta thấy có những vấn đề như vậy, tức là trong bản thể của giới nó như vậy. Một vị tỳ kheo không có phương tiện sát hại, và đặc biệt để thọ được một vị tỳ kheo thì lòng từ tâm của họ rất lớn, thành ra nó gây sự tổn hại thì tất nhiên điều đó nó không phải là chính yếu. Nhưng mà vấn đề gần gũi với nữ sắc, gần gũi với ở trong một cái môi trường, thì lúc bây giờ phạm hạnh nó có thể bị hoen ố, và do sự hoen ố mà chi phối rất nhiều ở trong công phu giải thoát. Tất nhiên những điều này làm hại cho tín tâm của người khác, nhưng mà lỗi là chướng ngại đạo giải thoát của chính bản thân mình, đây chính là điều quan trọng hơn. Tại vì mục đích chúng ta tu tập là để giải thoát, mà chúng ta tự gây ra những cái nguyên nhân chướng ngại cho sự giải thoát, như vậy chúng ta tự mâu thuẫn với lý tưởng của mình, thành những điều như vậy Đức Phật quở trách. Còn một chú sa di hoặc là các vị cư sĩ thì sao? Chúng ta sống ở đời, chúng ta làm ăn, và thường chúng ta có thể thủ đắc được binh khí ở trên tay. Bởi vậy cho nên chúng ta rất dễ phạm cái nghiệp sát, nghiệp gây tổn hại. Còn ở đời tất nhiên chúng ta có vợ có con, thành ra những cái vấn đề mà ân ái vợ chồng là lẽ thường tình của thế gian, thành không 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 phải là cấm. Mà do vậy cho nên cái quả chứng đắc không có viên mãn bằng người xuất gia. Ở đây chúng ta phân tích điều này á, nó trở thành một cái diễn đàn mà rất là siêu việt, rất là khó hiểu, và chúng ta cứ thấy rằng Đức Thế Tôn chế định nó có nguyên nhân của nó. Do vậy cho nên chúng ta y thế mà hành trì, và chúng ta hành trì viên mãn thì chúng ta thành tựu giải thoát, đây là điều quan trọng hơn vấn đề trước hay sau. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cũng như vậy, chẳng hạn như một người quy y Phật thiệt là ưu bà tắc, trọn chẳng có quy y nơi thiên thần, người quy y pháp thì lìa sự sát hại. Bởi vì ở trong tâm đã trọn trong cái quy sát quy tâm bảo rồi á, thì lúc bây giờ không có sát hại, bởi vì luôn khởi từ tâm. Và thực ra mà nói, muốn hành sát hại thì người đó hoặc là tham mà sát để thỏa mãn tham, hoặc là tức giận sát để chỉ để gây ra để thỏa mãn sự tức giận. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây một người đã quy pháp mà pháp nó tịnh, pháp tịnh thì tâm nó không có đi qua cửa tham, cửa sân và cửa si. Mà một khi không đi qua cửa tham, cửa sân, cửa si thì làm sao mà chúng ta lấy cái năng lực nào, lấy cái tâm niệm nào, lấy cái hành tư nào mà để gì, để sát hại. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rõ ràng đó là một người thật sự quy tam bảo thì họ không có làm việc sát hại.
Người quy y Thánh Tăng cầu chánh cầu các ngoại đạo. Bởi vì Thánh Tăng là những vị đạo sư hướng chúng ta đến bờ bên kia giác ngộ. Ở trong câu xá được nêu ra rất là rõ. Một vị Pháp Sư là ân điền. Vị Pháp Sư là vị thiện tri thức của chúng ta. Là vị khai mở đôi mắt huệ để làm cho Pháp thân vô lậu chúng ta được sinh ra. Rõ ràng ở đây, đây là ân điền cúng dường vị Pháp Sư phước đức vô lượng. Đó là chưa nói là họ là gì? Họ là tu tập thanh tịnh và đắc quả. Thì ở trong ấy họ còn nghĩa là gì? Ruộng phước nữa. Ngoài ân điền còn ruộng phước nữa mà chúng ta được thân cận với họ, chúng ta được cung kính cúng dường thì phước báo chúng ta thật là to lớn. Còn ngoại đạo cho dầu đất ngũ thông đi nữa thì vẫn ở trong luân hồi, làm sao hạt giống cúng dường của chúng ta, hạt giống phước báo đó có thể trợ duyên cho chúng ta đến chỗ an ổn tối thượng được. Còn quy tam bảo như vậy, Thế Tôn nói rằng đó là đẳng vô sở úy. Như vậy thì rõ ràng quy Phật không quy thiên thần quý vật, quy Pháp không quy ý, không khống không sát hại, và quy Tăng thì chánh cầu các ngoại đạo. Như vậy thì chúng ta cứ một lòng quy đầy đủ tam bảo, chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu vô thượng vô sở úy. Lúc bây giờ, kính thưa quý vị, Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Tôi cũng quy tam bảo, đây gọi là đường chánh cảnh giới của chư Phật. Tướng tam bảo bình đẳng thường có tánh trí tuệ. Như chúng ta thấy Ca Diếp Bồ Tát lúc bây giờ lãnh hội được tướng tam bảo bình đẳng. Tại sao Phật bình đẳng với Pháp, bình đẳng với Tăng? Cho nên chúng ta vẫn phải trở lại với bài kinh đầu tiên mà Thế Tôn nói. Đó là sống ở đời mà không có chỗ quy y, không có người nương tựa thì thật khó khăn vậy. Nhưng bằng tỏa nhãn thanh tịnh không tì vết, Đức Thế Tôn nhìn thấy trên thiên ma, ma phạm sa môn bà la môn, cho đến loài người, quỷ thần, không có ai có giới viên mãn hơn Ngài, có định viên mãn hơn Ngài, có tuệ giải thoát tri kiến viên mãn hơn Ngài. Vì vậy cho nên làm sao Ngài quý y người ta? Ngài quý y người ta lúc bây giờ đã làm gì? Và Thế Tôn thấy rằng những gì ta biết vượt khỏi ngôn ngữ, vượt khỏi thế giới với đầy đủ những diệu dục này. Làm sao chúng sanh ở trong luân hồi có thể thấy được chân lý siêu việt vượt khỏi ngôn ngữ của ta? Nếu đem điều này ra mà thuyết pháp thì không khéo làm cho tâm chúng sanh trở nên kinh hãi điên đảo và sinh lòng phỉ báng. Nghĩ đến đó, tâm của Thế Tôn lúc bây giờ đi vào trạng thái thụ động, không muốn thuyết pháp. Đấy, những điều như vậy chúng ta thấy rõ ràng. Nhưng mà đến khi chư thiên thưa tỉnh và mong đức và thưa Thế Tôn rằng là chư Phật mười phương quy y chánh pháp, Đức Thế Tôn xác nhận đúng như vậy, chư Phật mười phương quy y chánh pháp. Mà chánh pháp là gì? Chánh pháp tức là Phật, là Pháp, là Tăng. Vậy thì Thế Tôn là một hữu tình tiền kiếp như chúng ta, cũng lầm lỗi trong luân hồi, nhưng Ngài đã quy y trọn vẹn trong chánh pháp và sống mãi trong chánh pháp. Cho nên giờ đây phước báo, phước lực chiêu cảm, Ngài có được thân 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp và trở thành một đấng Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ Phật, giáo chủ của gì? Một đấng gọi là chúng ta quen gọi là giáo chủ cõi Ta Bà này á. Nhưng mà thật ra trong chân nghĩa Đức Phật nói thì Ngài không có nhận Ngài là giáo chủ. Ngài không là giáo chủ. Ngài chỉ là gì? Là người nói ra giáo pháp, pháp từ miệng Phật sinh ra. Nhưng mà không, Ngài không cho rằng Ngài là giáo chủ, bởi vì giáo chủ nó có nghĩa là nó có nghĩa là một cái tự ngã nào đó. Mà Đức Thế Tôn không nhận mình ở trong ấy có một tự ngã. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta thấy quy Phật rồi quy Tăng. Quy Phật là gì? Là một biểu tượng mà Đức Thích Ca Mâu Ni là một hữu tình giác ngộ, là biểu tượng thành tựu ở trong chánh pháp. Đó là một biểu tượng đáng để chúng ta thành tựu. Và chúng ta muốn quy y là vì chúng ta đỡ thành Phật như Ngài không khác. Cho thì thưa quý vị, khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần có một sự thành tựu
như Đức Thích Ca Mâu Ni thành tựu. Và tất nhiên mười phương chư Phật cũng thành tựu như Đức Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Phật là Phật đã thành và ta là Phật sẽ thành. Đó là chân lý mà Ngài thành tựu từ vô thượng Bồ Đề, cho nên chúng ta nhất định cũng phải thành tựu quả vị vô thượng Bồ Đề. Đó là cái mục đích tối hậu, đó là một nhân cách minh chứng mà chúng ta có thể kiểm chứng ở trong lịch sử Phật giáo. Khi có một biểu tượng đã được hình thành như vậy, thì lúc bây giờ chúng ta đặt câu hỏi, vậy thì làm sao để chúng ta đạt đến thành tựu một biểu tượng như là Đức Phật đã thành tựu? Thì đó chính là con đường hữu học và vô học, mà hữu học vô học chính là Pháp. Vì vậy cho nên chúng tôi thường nói quy Phật là cái điểm nhìn cuối cùng của chúng ta. Và quy Pháp tức là gì? Là phương pháp để chúng ta đến điểm nhìn đó. Cũng giống như ở các vị. Các vị muốn đến với Bồ Đề Phật Quốc, đây là điểm đến của các vị. Và các vị bắt đầu đi từ phương tiện nào, dùng phương pháp nào đó đi. Và chúng ta đi mà quên mất điểm đến thì nó có thể đến được hay không? Rõ ràng chúng ta đi mà quên mất địa chỉ thì làm sao chúng ta đến nơi được? Cho nên Đức Phật lúc bây giờ cũng như là một địa chỉ, cũng như là một cái nơi mà chúng ta cần hướng đến. Và con đường nào hướng đến? Đó chính là pháp hữu học và vô học Ngài dạy lại trong 8 dạng 4.000 pháp môn. Vậy thì chúng ta lãnh lộ trong đó, chúng ta cầu sư học đạo, chúng ta tinh tấn thọ trì, chúng ta học hỏi không ngừng nghỉ, không mệt mỏi. Chắc chắn rằng ở trong con đường này, chúng ta sẽ gì? Sẽ thành tựu phạm hạnh thanh tịnh. Mà phạm hạnh thanh tịnh cuối cùng là gì? Cuối cùng để chúng ta thành Phật. Và thành Phật chính là gì? Là thành tựu chánh pháp. Chánh pháp là nơi Đức Phật quy y. Vì vậy cho nên thành tựu chánh pháp, chánh pháp là chính là gì? Là Niết Bàn. Như vậy thì quy y pháp chính là quy y Niết Bàn. Quy Phật là quy sự giác ngộ, là pháp tác thành phẩm tính Phật Đà. Quy pháp tức là quy pháp hữu học và vô học. Xin lỗi, quy tăng tức là pháp hữu học và vô học. Mà cuối cùng thành tựu pháp, pháp chính là Niết Bàn. Như vậy thì Niết Bàn chính là gì? Là cảnh giới tối thượng không còn khổ đau. Đó chính là mục đích của chúng ta tu học ngày hôm nay. Thế thì thưa quý vị ở đây, chúng ta quy y như vậy, chúng ta thấy ở trong tự tánh của Phật biểu hiện sự giác ngộ, nhưng đó là chánh pháp. Mà chánh pháp đó chính là gì? Là Niết Bàn. Và pháp hữu học và vô học dẫn tới phạm hạnh thanh tịnh kia, đó chính là tăng. Tăng cuối cùng vẫn thành tựu thanh tịnh. Thanh tịnh chính là Niết Bàn. Và cuối cùng thành tựu tất cả pháp, pháp giác ngộ, pháp giải thoát, pháp ai chính là Niết Bàn. Như vậy thì cả ba hiện tướng giác ngộ, hiện tướng hữu học vô học, hoặc là hiện tướng của sự tĩnh lặng, tất cả đều chung một gì? Một tự tánh. Mà ở đây chúng ta thấy rằng tam tướng tam bảo bình đẳng, tướng tam bảo bình đẳng thường có tánh trí tuệ. Một câu như vậy không có rõ ràng gì chứng minh, quý vị không có rõ ràng gì tướng tam bảo bình đẳng như thế nào, tướng Phật, tướng Pháp, tướng Tăng như thế nào. Ở trong Đức Phật có đầy đủ bóng dáng của Tăng Bảo, mà ở trong tất cả Tăng Ni đều có bóng dáng của Đức Phật. Cho nên một vị tu tập chân chánh trùng tuyên giáo nghĩa của Như Lai, chúng ta sẽ nhìn ở trong thân tâm của người ấy có sự hiện diện của Đức Phật. Các vị sư ni, cho dù bất cứ là ai, mà các vị hành trì giáo pháp của Phật một cách nghiêm túc, và chúng ta cần mẫn tu tập cẩn thận trong lời dạy của Ngài, thì chúng ta thấy người đời sẽ nhìn thấy ở trong chúng ta có bóng dáng của Đức Phật, bóng dáng của Pháp an lành giải thoát. Như vậy thì rõ ràng là ở trong cái tướng phàm phu, tuy rằng chưa có viên mãn kia, vẫn có đầy đủ tự tánh thanh tịnh của Tam Bảo. Và bên cạnh đó chúng ta thấy tất cả giáo pháp của Phật, có giáo pháp nào mà không dạy chúng ta đến liễu ngộ vô thượng Bồ Đề? Như vậy thì tất cả những giáo pháp đó được gọi là tướng bình đẳng, mà khi chúng ta ở trong Phật, trong Pháp và trong Tăng thì chúng ta thường sinh trí tuệ. Chúng ta cũng có thể đặt một câu hỏi ngược lại. Vậy thì ở trong Phật, Pháp, Tăng mà không sinh trí tuệ nghĩa là sao? Câu hỏi đó chúng ta hãy tự xem lại hành trình tu tập của chính mình. Chúng ta tu làm sao mà tu càng ngày càng nối sân? Tu làm sao mà càng ngày càng giận dữ? Tu làm sao mà càng ngày càng tối tâm? Rõ ràng phương pháp tu chúng ta xem chừng không ổn rồi, phải không thưa quý vị? Chúng ta cứ chiêm nghiệm một cách là thanh tịnh, một cách là công bằng, thì chúng ta sẽ nhận ra
Ở đây thưa quý vị, chúng tôi nói không có ý là khiển trách chơi bài hoặc đem một đối tượng nhân ngã nào ra. Nhưng chúng tôi đang miêu tả chánh pháp của Như Lai. Và chúng ta hãy cùng nhau soi sáng trong chánh pháp của Như Lai, tập sống thuận theo chánh pháp của Như Lai, tức là chúng ta đang quy y pháp. Không phải quy y thầy Huyền Châu, không phải quy y một quyển kinh, mà chúng ta đang quy y Tam Bảo, tướng Tam Bảo bình đẳng thanh tịnh. Và thường có gì có tánh trí tuệ, tức là tánh hiểu biết, tánh ngã và tánh Phật không hai không sai khác. Như vậy thì chân ngã thanh tịnh ở trong đây chính là Phật tánh. Phật tánh kia chính là giác ngộ. Giác ngộ chính là gì? Là tánh Phật. Như vậy thì ở đây Phật tánh, tánh ngã và tánh Phật không hai không khác. Đạo này Phật khen ngợi thẳng đến chỗ ở an. Thẳng đến chỗ ở an cũng gọi chánh biến tri, nên được Phật tán thán. Như vậy thì đây là một con đường quy Tam Bảo mà đi thẳng tới vô thượng Bồ Đề, đến một cái sự an ổn đầy đủ chánh biến tri. Chúng ta quy Tam Bảo, chúng ta có chánh biến tri. Chánh biến tri tức là một khả năng soi sáng tận cùng tất cả pháp. Một khi tâm chúng ta chưa có soi sáng biến mãn tận cùng tất cả pháp, tất nhiên ở trong ấy còn bóng dáng vô minh hoặc nghiệp. Mà bóng dáng vô minh hoặc nghiệp là sự tối tăm, nó còn ẩn tàng đâu đó vô lượng những nỗi niềm thống khổ. Vì vậy cho nên còn vô minh là còn tiềm phục khổ đau. Chỉ khi nào biến mạng biến tri một cách tuyệt đối thì lúc bây giờ mới không còn đau khổ nữa. Và làm sao để chúng ta biến mạng biến tri? Chắc chắn chúng ta phải tập lắng nghe, tập nhìn ở trong giáo pháp của Như Lai. Thì lúc bây giờ chúng ta mới có cơ hội thành tựu điều này. Và chúng ta thấy rất là rõ, đó là gì? Là chánh biến tri, nên cũng gọi là được Phật tán thán. Thế Tôn nói một câu rất là gọn như thế này: tất cả các pháp ta đều gì nhờ thấy biết mà chứng đắc tận cùng, mà chứng đắc rõ rệt rõ ràng. Cho nên để đạt đến cái chỗ mà rõ nét rõ ràng kia thì không thể nào mà không dùng trí tuệ để chứng biết. Và đi con đường như vậy thì Thế Tôn khen ngợi. Cho nên Ca Diếp Bồ Tát mới nói: tôi cũng đến Phật đạo của Đức Phật khen ngợi là cam lồ tối thượng các cõi chỗ không có. Có nghĩa là gì? Là trong tất cả mười phương thế giới, ở trong tất cả các quốc độ, ở trong tất cả mọi chương trình, ở trong tất cả mọi quan điểm luận lý, không bao giờ có được luận lý này. Cho nên chúng ta là Phật tử, chúng ta thấy mình may mắn, có hạnh phúc. Nếu như chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta tất nhiên không trân trọng. Thậm chí chúng ta còn xem những kết quả khoa học, những thẩm định của thế giới hiện tượng, chúng ta xem đó là mực thước cho đời sống của chúng ta. Nhưng thật ra mà nói, nó không phải là nghiệp dẫn tới phạm hạnh, mà nghiệp ấy là nghiệp hữu vi luân hồi. Để ý điều đó, để chúng ta mạnh mẽ bước ra. Cho nên Ca Diếp Bồ Tát nói rằng là cam lồ tối thượng mà các cõi không có. Các cõi không chỗ có, tức là không có nơi nào có hết. Và chúng ta thấy hôm nay mình sống ở đời mạt pháp này mà còn gặp được giáo pháp Như Lai, còn nghe được Đại Bát Niết Bàn, thì hóa thật á, không biết rằng phước báo của chúng ta còn gieo trồng từ đời nào. Nếu chúng ta không thấy điều này thì chúng ta làm sao biết trân quý? Và tất nhiên chúng ta cầm viên ngọc trên tay nhưng chúng ta không biết sử dụng nó. Do vậy cho nên chúng ta trở thành gã cùng tử lang thang. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: này thiện nam tử, này ông chẳng nên như hàng thanh văn cùng hàng phàm phu phân biệt ngôi Tam Bảo. Phân biệt đó là Phật, đó là Pháp, đó là Tăng. Ở trong sự tướng thì tất nhiên phải phân biệt ba ngôi để không có sự nhầm lẫn. Nhưng ở trong tự tánh thanh tịnh thì chúng ta phải liễu ngộ đạt được. Nơi Đại Thừa đây không có tướng quy y sai khác. Ở trong Đại Thừa chúng ta thấy Phật là hiện thân của sự giác ngộ. Và giác ngộ là từ Pháp. Mà Pháp ấy là gì? Là Niết Bàn. Và con đường đến Niết Bàn chính là Pháp hữu học vô học. Hữu học vô học chính là Tăng. Tăng chính là sự thanh tịnh. Mà đó là thanh tịnh thì hòa hợp như nước với sữa, sẽ không có sự chống trái. Hỡi có sự chống trái thì ấy không phải là Tăng. Thành ra sự chống trái phải như Pháp. Chúng ta phải để ý được điều này. Và thì ở đây rõ ràng ở trong nơi Đại Thừa Tam Bảo không có tướng sai khác,
vì trong Phật tánh bèn có pháp và tịnh. Ở trong tánh giác ngộ đều có đầy đủ pháp, đều có đầy đủ sự thanh tịnh. Nhân muốn hóa độ hàng thanh văn và phàm phu nên phân biệt nối tướng quy y sai khác. Tức là nhờ đó mà mọi người mới biết đường đi, mới cân nhắc rõ ràng ở trong sinh hoạt sống của mình và từ đó mà dụng tâm tu tập chân chính. Còn chúng ta thấy rằng liễu ngộ của nó là một chỗ quy y thôi. Này thiện nam tử, nếu muốn tùy thuận pháp thế gian nên phân biệt có ba pháp quy y. Tức là tùy thuận pháp của thế gian, tùy thuận theo cái trật tự của thế gian mà chúng ta nên phân biệt ra. Còn nếu như mà chúng ta thấy không cần phân biệt ở trong cái lý của thượng thừa thì chúng ta nói thẳng là tự tánh của nó là quy nhất thể. Còn ngoài ra thì tất cả chúng ta phải y theo pháp thế gian mà trình bày. Cho nên ở đây một điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm, tức là nếu chúng ta tu tập không khéo thì chúng ta cứ lấy sự mà suy luận ra tướng, rồi lấy tánh, rồi lấy tánh mà suy luận ra tướng. Chúng ta cứ đảo điên, cứ nhầm lẫn như vậy đó. Chứ không biết rằng á, ở trong lý tánh tuyệt đối, nó là sự tuyệt đối của lý tánh. Nhưng bàn về sự tướng của thế gian, thì tùy thời nhi nghĩa đại hí tai, tùy thời nhi nghĩa mà chúng ta hiểu lời của Phật. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ theo một đường, một lối, và chúng ta cứ rập khuôn như vậy, thì không khéo chúng ta làm oan cho lời của Đức Phật. Này thiện nam tử, Bồ Tát nên suy nghĩ như thế này. Nay thân của ta đây quy y nơi Phật, nếu chính nơi thân này đảnh thành Phật đạo, đã thành Phật rồi, chẳng nên cung kính lễ bái cúng dường các Đức Thế Tôn. Chúng ta nghe câu này có chấn động hay không? Chúng tôi nhắc lại, Bồ Tát nên suy nghĩ như thế này, nay thân của ta đây quy y nơi Phật, nếu chính nơi thân này đảnh thành Phật đạo, đã thành Phật đạo rồi, chẳng nên cung kính lễ bái cúng dường các Đức Thế Tôn. Chúng ta phân tích xem. Nếu như không khéo chúng ta lại hiểu sai, chúng ta hiểu cách ngã mạn. Chúng ta nhớ lời dạy của Đức Bồ Đề Đạt Ma. Ngài nói rằng ta là một Đức Phật. Bởi vậy cho nên ta không cần thiết gì phải tôn thờ lạy lục Đức Phật nào nữa. Mà một Đức Phật thì không bao giờ có chuyện lầm lỗi. Bởi vậy cho nên ta không cần thiết gì phải giữ bất cứ giới cấm nào. Tất cả sự thuyết pháp giảng kinh chỉ là trò lừa bịp thế gian. Chúng ta nghe sự tuyên bố của Đức Bồ Đề Đạt Ma như vậy, tâm của chúng ta lãnh hội nổi hay không? Hay là chúng ta sinh điên đảo? Rõ ràng ta là Phật đã thành. Khi mà chúng ta khẳng định như vậy thì chúng ta tất nhiên phải là Phật. Nhưng bây giờ chúng ta mới miệng ra nói rằng mình là Phật, nhưng thật sự mình có Phật chưa? Hay là khi mình nói là lời nói về Phật mà thôi, miêu tả về Phật mà thôi, còn tự tâm tự tánh chúng ta chưa phải là Phật. Hay nói cách khác, chúng ta chưa có tự thân tác chứng. Chúng ta chỉ có hình thành nhận thức trên cơ sở của hiểu biết, phân biệt bằng vọng thức. Như vậy nó không phải là sự tác chứng. Mà không phải sự tác chứng, tất nhiên chúng ta không bao giờ liễu ngộ được. Cũng giống như uống nước nóng lạnh tự biết, không thể nào miêu tả được. Miêu tả chỉ là phương tiện ban đầu mà thôi. Thành ra chúng ta chiêm nghiệm điều này rất là tuyệt vời. Rõ ràng Ngài nói rằng nay thân của ta đây quy nơi Phật, nếu chữ nếu quan trọng, nếu chính nơi thân này đảnh thành Phật đạo, mà đã thành Phật đạo rồi thì chúng ta không cần gì phải cung kính lễ bái cúng dường Đức Thế Tôn nào. Thành ra chúng ta thấy chư Phật có thương kính nhau là để làm phép cho thế gian. Nhưng thực ra bản thể thanh tịnh của chư Phật mười phương đồng một pháp thân thanh tịnh, thì nơi đó không có gì gọi là lễ hay là kính nữa cả. Bởi vì nó đã trở về gốc một cách chung rồi, thì không còn gì phải quy ngưỡng mà lễ bái nữa. Vì chư Phật đều bình đẳng. Câu kinh này khác lập tức liền. Khắp vì chúng sanh mà làm chỗ quy y. Tức là tùy chúng sanh, tùy nơi, tùy chỗ mà làm cái chỗ quy y cho chúng sanh. Nếu muốn tôn trọng pháp thân xá lợi, thời nên lễ kính tháp miếu của chư Phật. Vì muốn hối độ chúng sanh, cũng làm cho chúng sanh đối với thân của ta tướng là tháp miếu mà lễ bái cúng dường. Nhưng chúng sanh đó lấy pháp thân của ta làm chỗ quy y, và tất cả chúng sanh đều
nương theo pháp, đều nương theo pháp tà ngụy chánh chân thật, ta sẽ tuân tự vì chúng sanh nói pháp chân thật. Đó là cái pháp phân biệt ở thế gian. Nếu lại có chúng sanh theo cái phái chánh chân, chánh phải chân tăng, tức là không phải chân thanh tịnh, ta sẽ vì chúng làm chỗ chân tăng để chúng quy y. Nếu có người phân biệt ba pháp quy y, ta sẽ vì họ làm chỗ quy y duy nhất, không ba pháp sai khác. Còn đối với những chúng sanh sanh manh, ta vì họ làm nhục nhãn. Sanh manh tức là những chúng sanh ngu muội, những kẻ mà có mắt như mù, không có thể thấy được chân lý giải thoát. Đối với những chúng sanh như vậy, ta vì họ làm nhục nhãn, tức là vì họ mà chỉ dạy, mà khai thị bằng lời nói, bằng sự quở trách, bằng sự thẩm định nghĩa lý, tùy theo góc cạnh, tùy theo cái quốc độ mà chúng ta có thể tiếp cận được lời của Ngài. Ta lại sẽ vì hàng thanh văn duyên giác mà làm chỗ quy y. Này thiện nam tử, như vậy Bồ Tát vì vô lượng chúng sanh ác và những người trí mà làm Phật sự. Tất cả những điều này chúng ta chiêm nghiệm thế nào ở trong lời dạy của Ngài, để hiểu chân lý này một cách sâu xa hơn. Hy vọng Chủ nhật tuần này tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung này. Cảm ơn các vị đã lắng nghe. Trân trọng kính tạm biệt quý vị. Phật hiện thân ở đây như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đây.